Bảo tàng Côn Đảo, nơi lưu giữ, trưng bày nhiều kỷ vật của những người chiến sĩ cách mạng từng bị nhà tù thực dân đế quốc giam cầm khổ sai ở đây trong hai cuộc kháng chiến đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong đó có chiếc áo gối cùng với tấm màn cửa, với những hình ảnh, nét chữ được thêu bàn tay khéo léo, tươi mới đến từng đường kim mũi chỉ, mang lại nhiều xúc cảm cho khách tham quan. Hai bức tranh ấy, bà Nguyễn Thị Khọn đã thêu khi bị biệt đày tra tấn trong một chế độ nhà tù khắc nghiệt lớn nhất Đông Dương. Đó là kỷ vật thiêng liêng vô giá của nữ tù nhân Côn Đảo, chất chứa niềm tin mãnh liệt, son sắt vào ngày chiến thắng. Bốn mươi sáu năm trôi qua, trong ký ức, tuổi thanh xuân của bà Nguyễn Thị Khọn là một vòng tròn khép kín với những chuỗi ngày hoạt động cách mạng, bị bắt, bị tra tấn, bị giam cầm, cho đến khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Bảy năm tù đầy ròng rã qua các nhà lao trong đất liền đến nơi địa ngục Trần Gian, nhà tù Côn Đảo, nữ tù nhân chính trị ấy vẫn kiên trung, lạc quan, hướng về cách mạng, về Đảng, Bác Hồ, về tương lai tươi sáng. Niềm tin chiến thắng ấy đã trở thành hiện thực. Trở về cuộc sống đời thường trên trận tuyến mới, bà vẫn giữ vững nêu cao lập trường phẩm chất của người nữ binh dận, cựu tù Côn Đảo năm xưa, cùng đóng góp xây dựng quê hương Nhật Chánh, Bến Lức, anh hùng. Dù sống chết như thế nào thì chẳng thà chết, nhất chết như tù, hai cái đó là thôi, là vinh quang của cô rồi. Nhưng mà cô mong là cái ngày giải phóng đất nước, cô còn mạnh giỏi, cô về đây gặp gia đình, quê hương, xứ sở, đồng chí, đồng bào. Cô không có nối tiếc gì cái tuổi thanh xuân của cô. Mưa bom, lửa đạn thế nào đó thì cô cũng phải vượt qua, khó khăn cho mấy cô cũng vượt qua. Nó bắt là trời tra tấn tù đài, cô không có đầu hàng với kẻ thù, chẳng thà chết thôi chứ không bao giờ đầu hàng với kẻ thù. Tin về ngày chiến thắng trở về. Năm 1962, Mỹ và chính quyền Sài Gòn áp dụng chiến lược chiến tranh đặc biệt nhằm bình định các vùng nổi dậy. Long An thuộc vùng trọng điểm đặc biệt mà chính quyền Ngô Đình Diệm xác định là ưu tiên số 1 của chương trình áp chiến lược. Địch đã tăng cường nhiều lực lượng tinh nhuệ cùng phương tiện chiến tranh về Long An, đồng thời tập trung quân đội tiến hành nhiều cuộc càn quét để cưỡng bức nhân dân vào định cư trong các áp chiến lược và cô lập với cách mạng, phá vỡ thế trận chiến tranh nhân dân. Như bao thanh niên yêu nước, cô gái Nguyễn Thị Khọn thoát ly đi làm cách mạng, lúc ấy mới vừa tròn 18 tuổi. Dưới làn mưa bom bão đạn, cô gái ấy đi làm giao liên, làm công tác binh vận. 69 thì bị bắt, mà trong lúc ta công tác là hộ pháp mà, là có tài liệu, mà trong lúc mà chuyển vũ khí đi, nó phản vận. Hai trái mìn lơ mo trong cái thùng nước đó. Lúc đó con lớn nhất của bà mới được 5 tuổi, và đứa nhỏ nhất vừa tròn 1 tuổi rưỡi. Trải qua nhà lao Chí Hòa, Tam Hiệp, Biên Hòa rồi Thủ Đức, chính sự gan gốc kiên trung ấy, bà bị đài biệt lập ra nhà tù Côn Đảo, bị giam cầm, chịu biết bao đòn roi, nhục hình tra tấn dã man. Địch tưởng chừng như bà không còn đủ sức để sống, nhưng vẫn không khai thác gì được ở bà và những nữ tù nhân chính trị nơi đây. Cha muốn đi làm cách mạng truyền thống mà, kể như là bức phức trong lương tâm của mình đi mình giải phóng cuộc đời mình mà. Nhưng mà không đi theo cách mạng thì đời mình chết, nhất chết gì ở tù, hai cái đó thôi. Nó kêu đầu hàng tôi, chẳng thà tôi chết chứ tôi không có đầu hàng. Nhận nhiệm vụ rồi ý chí kể như cũng bừng lên dữ lắm đó, nhất chết gì sống, hai cái đó thôi. Kể như là nó đạp mắt cô nằm cái ghế lớn này nè, đổ nước vậy đạp ói ra luôn, ra quyết luôn á. Ở trên mấy tháng, ở trên chi khu Đức Hòa 5 tháng trời luôn, mới về Long An. Về Long An mới phản cung lợi, nó quánh một chặp nữa.
Thì kể như là rồi đó là mấy nó làm kết thúc hồ sơ mới đưa qua khám đường Long An. Rồi ở tù. Ở tù đó rồi thời gian cái nó đưa lên Thủ Đức, rồi lên Chí Hòa, rồi lên Tam Hiệp Biên Hòa, rồi cuối cùng là ra đảo. Kể như nó treo mình lên là một, nó để nằm ghế bị lớn vậy nè, nó đạp đó, đạp bụng mình ra quyết luôn đó. Ra quyết luôn, kể như là nó nhét cái miệng của cô mà giờ còn thẹo nè, điện mà nó rút của mình là biết cỡ nào rồi. Nó hành vi của nó người mình là yêu nước mà nó là thằng tàn ác mà nó quánh vậy còn gì. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát bản tin Dương Văn Minh đầu hàng, Sài Gòn hoàn toàn giải phóng. Những tù nhân chính trị sung sướng đến bàng hoàng. Đó là thời khắc mà những người tử tù Côn Đảo biết mình đã thoát khỏi địa ngục trần gian. Hòa trong niềm vui chiến thắng, xen lẫn vào đó là nỗi đau riêng. Chồng hy sinh, cha ruột hy sinh. Nén chặt đau thương, quên đi thương tích của những nhục hình tra tấn. Động lực sống của bà là các con. Bà lại lao tiếp vào trận tuyến mới, tiếp tục phát huy phẩm chất của cựu nữ tù nhân Côn Đảo. Cô ba nói thật, thề quyết tâm nghĩa là đời của ba chết thì thôi chứ không bao giờ cô ba lùi bước. Có cách mạng ta mới có ngày hôm nay no cơm ấm áo. Cái ý chí tinh thần cô là lúc nào cũng theo gì cái gương Bác Hồ, dầu chết lát gục chết cũng theo gương Bác Hồ. Bác Hồ là vĩ đại của đời mình, có Bác Hồ lãnh đạo mình mà có cơm ăn áo mặc, đóng góp những cái gì cô cũng đóng góp hết. Giọt máu cuối cùng, một hơi cuối cùng của cô cũng còn đóng góp. Năm nay dù đã 78 tuổi, bà vẫn tích cực đóng góp sức mình vào các phong trào địa phương phát động. Nhà đối diện với điểm sinh hoạt văn hóa của ấp, bà Khọn đã tình nguyện giữ chìa khóa, trông coi, quản lý. Khi các đoàn thể ấp cần sinh hoạt hội họp là bà mở cửa phục vụ kịp thời. Họp chi bộ tháng nào bà cũng tham gia, họp ấp bà có mặt. Bà mạnh dạn có ý kiến về những vấn đề xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, giải quyết việc làm cho thanh niên địa phương trong độ tuổi lao động và quân nhân xuất ngũ, giữ gìn vệ sinh môi trường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ý kiến đóng góp của bà đã được các cán bộ, đảng viên, chính quyền và bà con ghi nhận, nhất trí cao. Với cái tinh thần, với lúc kháng chiến cũng như lúc thời bình, phải nói là với tinh thần dì ba này là những có nhiều cái tấm gương, phải nói là đối với chúng tôi là những người mà đi sau này phải nói là cố gắng học hỏi những cái công tác toàn thể hoặc là những cái công tác coi như là sớm ấp hội họp gì đó, phải nói dì ba tham gia rất đầy đủ. Bên cạnh đó, mỗi tháng đến bưu điện xã nhận tiền chế độ chính sách, bà Khọn đều cẩn thận để riêng một khoản tiền để dành cho công tác xã hội ở địa phương. Trong đó, tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự là việc mà bà đã làm trong suốt mấy chục năm qua. Hàng năm, xã có khoảng 9 đến 15 thanh niên nhập ngũ là bà đều tặng quà cho các em. Dù giá trị của món quà không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của người cựu nữ tù Côn Đảo muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ nối tiếp, luôn chân cứng, đá mềm trên mỗi bước quân hành. Còn với cán bộ chiến sĩ dân quân thường trực, bà Khọn là người thân thiết. Giữa trưa hè nắng gắt, bà đến thăm hỏi, động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ trên thao trường huấn luyện. Lần này, quà là những chai nước mát lạnh được bà Khọn trao tận tay anh em. Bà ân cần thăm hỏi quá trình công tác, học tập, rèn luyện và hoàn cảnh gia đình của từng chiến sĩ. Cô Khọn là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Thì qua đó thì cô là một cựu tù Côn Đảo đã về sống như đời sống bình thường. Cô thường tham gia các phong trào ở địa phương. Qua đó thì trong công tác huấn luyện thì cô thường kể chuyện về cuộc đời của cô. Thì đó là tấm gương sáng để cho anh em lực lượng vũ trang xã và lực lượng thế hệ trẻ sau này phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và noi gương theo cô ba. Ngày cách ngày, bà lại mang trái cây đến thắp hương nơi bia tưởng niệm liệt sĩ xã Nhật Chánh.
255 cái tên của 255 anh hùng liệt sĩ được khắc trên bia đá đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân hy sinh vì quê hương đất nước. Trong số đó, đến giờ vẫn còn có những người còn nằm lại đâu đó trên chiến trường xưa chưa tìm thấy mộ. Bà may mắn hơn đồng đội, được sống. Chăm sóc, hương khói ấm lòng chiến sĩ, bà còn đã làm việc nghĩa tình với mong muốn góp phần nhỏ cùng với chính quyền và nhân dân thực hiện nghĩa vụ tri ân với những người đã hy sinh. Bà còn là nhân chứng sống kể cho thế hệ trẻ hôm nay những câu chuyện về chiến tranh. Tấm gương của cô Nguyễn Thị Ngọc Khọn. Thì cô Khọn này là một nữ tù Côn Đảo. Đó, thì quá trình tham gia rồi quá trình bị đưa ra Côn Đảo thì chúng tôi phải nói là rất là xúc động, bị tra tấn tù đài này kia suốt cái thời gian dài. Đó, thì làm cho chúng tôi thấy rằng là cái tấm lòng của cô Khọn đối với quê hương, đối với đất nước là chúng tôi vô cùng cảm kích. Đó, thì mà không phải là cái tấm gương của cô Khọn dừng lại ở đó, mà khi trở về đời thường bắt đầu cô là rất là tích cực tham gia các cái phong trào của địa phương, cùng đồng hành với chính quyền địa phương để làm sao mà giáo dục cho cái thế hệ trẻ sau này. Ký ức chiến tranh đã in sâu vào tâm khảm của người phụ nữ này đã tiếp thêm để bà được sống và thực hiện những việc làm ý nghĩa. Chiếc vở sách theo bà những năm tù đầy, chiếc áo gối theo dòng chữ hạnh phúc là tài sản vô giá bà giữ lại cho riêng mình. Bà lấy đó để giáo dục con cháu noi theo truyền thống gia đình, sống có ích cho xã hội. Còn những kỷ vật còn lại, bên cạnh tặng Bảo tàng Long An và Bảo tàng Nhà tù Côn Đảo, bà Khọn còn tặng cho phòng truyền thống của Ban Chỉ huy quân sự huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Hàng ngày, phòng truyền thống mở cửa đón cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện, cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh và nhân dân đến tham quan. Phòng truyền thống của lực lượng vũ trang huyện được trưng bày nhiều tài liệu, hiện vật quý giá, có tính giáo dục cao. Trong đó có chiếc áo gối của cựu nữ tù Côn Đảo Nguyễn Thị Khọn. Những tài liệu, hiện vật là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, từ đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, là mạch nguồn tiếp thêm động lực, hoài bão, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trẻ viết tiếp truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, không ngừng phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Những kỷ vật, chiếc áo gối của cô Nguyễn Thị Ngọc Khọn trao tặng có nghĩa đặc biệt quan trọng. Áo gối là hiện vật gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng của cô. Cô tặng là để giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, ý chí kiên cường của người cộng sản. Tuy bị tù đài cổ sai, nhưng cô vẫn một lòng theo đảng, theo cách mạng. Cô là tấm gương để cán bộ chiến sĩ học tập noi theo. Trong một buổi chiều tại thị trấn nhỏ, bà Khọn đến thăm bạn tù Phạm Thị Sinh. Hai chị em gặp nhau mừng vui khôn tả. Bà Sinh là người nhỏ tuổi nhất giam chung phòng giam với bà Khọn từ nhà tù Biên Hòa đến nhà tù Côn Đảo. Bà luôn khâm phục, tôn kính tinh thần thép của người bạn tù cách mạng, người chị Nguyễn Thị Khọn. Cùng với mấy chị nó tranh á, rồi cái nó bắt, nó cũng còng, rồi còng chéo vậy nè, nó rồi nó là đủ thứ cái cực hình nặng là nó tra tấn nặng đó, nó khai coi ai chủ mưu đấu tranh đó. Nhưng mà bà cũng kiên trung đó, bà cũng gan dạ lắm. Những năm tháng hoạt động cách mạng hiểm nguy, gian khổ, bị bắt tù đầy, hứng chịu bao đòn tra tấn tàn bạo của quân thù. Dẫu vậy, đối với bà Khọn và những nữ cựu tù Côn Đảo, đó vẫn mãi là miền ký ức rất đáng tự hào về một thời tuổi trẻ đã cống hiến hết mình cho cách mạng. Lịch sử và những con người bước ra từ cuộc chiến tranh, nơi tù đầy, nơi mà những ý chí bất khuất đã giúp thế hệ trẻ hôm nay và mai sau tự hào về truyền thống, hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam ngày ấy.
và bây giờ.